Hello, chào cả nhà nha, chào mọi người. Hôm nay thấy cuộc sống vui quá. Việt Kiều Mỹ Cầm Nguyễn. Bởi vậy không về Mỹ là đúng rồi, ăn hết Việt Nam luôn. Có chiều nào cũng vui mấy cụ này. Hôm nay giới thiệu bố ơi. Bố giới thiệu cho mọi người biết từng cụ một. Nói chung là thì những cụ già Việt Nam mình nó có một cái hay cái thú. Mới đến thì ông này là phía bên tay trái, ông này ông bên tay trái, anh bé bên tay trái, anh đông là phía bên tay phải, tôi ở chính giữa, anh bị kẹt kẹt là đối diện, ông này đối diện, ông này là đối diện, và xin giới thiệu tất cả tuổi tác của mọi người đây, ông này 84 tuổi, đây, tương tam tương ngon là em nào? Tốt. Anh càng này là 67 tuổi, anh bé 67 tuổi. Và ông này là bằng tuổi ông kia luôn. Chỉ có mình tôi giữa à. Rồi. Còn đây là 72. Bây giờ bởi vậy khổ, đây là giữa thôi được rồi. Có nghĩa là ở đây nó có những cái thú vui mà hầu như ngoài mơ không được. Bơ không được là bỏ vì sao? Không bao giờ có chuyện con già ngồi chuyện nói với nhau mà ngồi bị hả người vui rồi cả. Ông nào đấy cười tươi đấy. Đấy. Ông này là lão thành cách mạng. Cười tươi là sắp nhập vào năm 1965 rồi định cư. Qua nói chung là nói chung giỏi nào ở Việt Nam hả? Tôi ba bà, một bà người Bắc, còn hai bà người Nam. Sao được cho rằng vậy đi. Mà bây giờ là bộ đội chứ rồi, bộ đội đó, ok, được cho rằng vậy đi. Nhưng mà ở đây nó hòa đồng ở chỗ là mình quý ở chỗ là người Việt Nam. Ở trong đất nước Việt Nam thì mấy ông già thường là biết nhau, không biết thì thôi, mà biết thì sáng là kiều đệ rượu. Đó là vậy đó. Ở nước ngoài cái này không bao giờ có, không bao giờ có chứ đừng nói có để mình hiếm hoi, không bao giờ có. Thì hôm nay tôi giới thiệu với anh với lại ông anh tôi và hai em đi. Hai em nữa rồi cho rồi vậy. Ô trời quơi, tao thì có sổ rồi. Đa Quảng Nam Quảng Nghĩa gì đó để thấy bắt rồi. Vô. Vui. Thật sự là vui. Mời anh, mời cả hai anh, mời anh. Tôi đọc không mấy cái câu các cụ xưa dạy uống trà cũng hiểu như này: lạc nhật tam bôi tiểu, bình minh sổ chản trà, nhất nhật dâm nhất độ, lương nghi bất đáo ra. Đủ còn dịch tiếng Việt là như này: chiều uống ba chung liệu, sáng uống một ấm trà, mỗi ngày chơi một phát, thầy thuốc không đến nhà. Ôi giời. Mỗi ngày chơi một phát thôi nha. Còn nếu ấy thì coi như nhất nguyệt gâm nhất độ. Còn đây thì nếu như anh có đủ sức thì mỗi nhất nhật gâm nhất độ. Kia người ta là nhất nguyệt gâm nhất độ, tức là một tuần trăng này chơi là nuôi nó khỏe. Còn đây nhất nhật tức là cứ mỗi ngày chơi một phát cũng được. Trời ơi giời. Thì thầy thuốc không đến nhà. Ông lão 84 tuổi chứ mà. Tức là mỗi ngày chơi một phát thôi. Thầy thuốc không đến nhà. Nhất nhật gâm nhất độ, lương nghi bất đau ra. Lạc nhật tam môi tiểu, tức là buổi tối là buổi chiều uống ba chung rượu, bình minh sổ tràn trà, sáng uống mấy ly trà, tức là mỗi một ngày, mỗi một ngày. Ok, thôi đợi coi. Clip ngắn thôi nhưng mà nó đầy đủ ý nghĩa, là ý nội dung cái clip này là mình nói là các cụ nhà ta ở Việt Nam lời khuyên đó của xưa đó, của nhà ta ở cái đó không nói, mà ngay từ điểm bây giờ các cụ nhà ta chỉ có ở Việt Nam mới như vậy mà thôi, độc nhất vô nhị thế giới không có luôn. Đúng rồi, không bao giờ có gì đó. Tây, Pháp, Anh, Mỹ chẳng gì. Nếu mà các anh bây giờ có thời gian nhà rồi mà ấy là có một thời gian đó là các anh mua cái cuốn mà Trạng Tình Nguyễn Bỉnh Khiêm đấy, anh ấm đó. Tôi là coi như là đọc thuộc lòng cuốn đó, rồi là Nguyễn Công Chứ, rồi là coi như là Bình Mẫn 84 tuổi,
34 tuổi. Đây là chính viên thì ông nhìn cho nhìn trên này này. Ông nhìn ông lê lại đó. Con chư ông lê lại đó. Lê lại hay lê lại? Không, ông con chư ông lê lại, ông nhìn cho nhìn trên này này. Tràng Tinh, huyện Bình Kiếp à? Đâu phải, Tràng Tinh người sau sau này. Tràng Tinh người sau này. Ông quân sư của ông Lê Đại á. Là ở chỉ huy ông quân. Những cái quân ông đó là tôi đều có sách đấy và đều tôi đọc đấy. Bây giờ cái sống Tràng Tinh này, tức là hồi là cách mạng năm 45, năm 54 giải phóng địa đến giải phóng vũ đến miền Nam này. Giờ cái loạn thế giới này, này là trong sống Tràng Tinh có hết. Báo tin trước 500 năm tôi đọc được không một câu như thế này về cái biển Đông này này, ông viết 8 câu trong sớm Tràng Tiền đấy, tôi nhớ hai câu cuối như thế này: biển Đông ngàn dặm giang tây hướng, Việt Nam muôn thuở vượng Thái Bình. Cái kỳ từ trên 500 năm ông đã nói là Việt Nam phải giữ biển Đông, còn không giữ biển Đông là chết mất nước. Ông đã nói trước đây là 500 năm trước. Cắt cổ nhà than như thế đó. Yeah. Mọi người thấy của ông 84 tuổi thông minh lanh lợi, trí nhớ tuyệt vời, nói chuyện là lý luận rất là hay. Tôi là đọc sách cách đây 20 năm hay 30 năm 40 năm, tôi đọc một hai lần giờ tôi vẫn nhớ từng chữ mà. Hay quá. Đó, mà nhớ cả văn hoa, văn thơ chữ Hán, Hán Nôm nữa. Nhớ con thời Tràng Tinh. Ông nhỏ tôi vừa học tiếng Pháp bình thường luôn. Trong cái điện thoại tôi không có lưu bất cứ một cái số điện thoại nào cả. Nhưng tôi có thể nhớ 100 cái số điện thoại di động của mọi người. Cứ ví dụ như gọi trong này một lần nữa, gọi này một lần nữa. Tôi nhớ hoài không bao giờ. Rồi, đại ca, chúc mừng. Xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Rất thông minh, rất sạc hiện mà kỳ quái rồi. đây là câu trả lời cho những người bên Mỹ mà nói là ông cầm đạn hết của Việt Nam nhưng mà sao lại ông có thấy về? Chúa nhiều lắm, bao la luôn ở đây, còn bao la ở đây này, bên phía bên kia cơm gà này, ốc này, rồi ốc béo này, trời ơi nhậu rẻ, đồ nhậu bao la luôn, ăn không hết đâu, ăn sướng. Bên kia còn món lò rượu. Ở bên này có lò rượu luôn. Có lò rượu luôn. Mới bảo $1 là 23.000 Việt Nam, coi như mấy đô la là nhậu người chết luôn. Đây đây một xì rượu đế đây, rượu cục tốt, cái là rượu nấu gạo đấy. Một câu thơ này. Dạ. Quên mẹ rồi. Ông nhớ vì bà vợ bà rất tiếc hết nhớ rồi. Vì ông là ông bé. Cho nên bà vợ là bà vợ có chồng bé. Cho nên là bà mẹ đi. Đất nước Thái Bình. À. Thái Bình thì đang Thái Bình chứ. Bao giờ đất nước Thái Bình. Ồ, ô đồng cảng. Dân bình, dân lành, ấm no. Đấy. Đây là một câu nói gần 100 năm về trước. Không, câu đó là của Nguyễn Bình Kiếp. Anh có muốn là tôi đọc qua cả cái bài đó cho anh. Đúng rồi, của Nguyễn Bình Kiếp là tôi Nguyễn Bình Kiếp. Không đúng. Đúng rồi, đương nhiên em phải đúng rồi. Anh đọc đi. Anh thời điểm bây giờ anh chúng ta đang thấy bình mà. Thấy bình. Bao giờ? Ồ, cạn. Thôi thôi, bây giờ hồ cái ông cụ 84 tuổi chính chỉnh sửa căn dương chưa? Ghê chưa? Đó. Đây bác đọc sấm Tràng Tinh mới đọc thuộc lòng cả cuốn đó mà. Từng chữ một. Thôi giờ mình hơi tình đi. Em ơi, lửa tắt bình thô rồi. Bắn em rồi, đây với ai? Cái gì? Ngồi mấy cùng một chút xíu là cái gì cũng ra. Cái gì cũng ra. Bạn hồ cơ. Bao giờ hồ cả. Phải rồi. Cái gì sâu sâu là cái gì? Con tìm thấy cha.
Hôm sau là con là ra câu trước là ông phố hồ và có đọc con luộc này cha, đúng thứ món cho mọi người bảy con ba cái hai của bộ ra cái này con chồng của mấy cụ đó là cái câu rồi sớm cản rồi sớm đúng cái này nó nói là đúng em của anh còn mọi người thấy cuộc sống mình rất mê đó đầu là rất thích đã qua trắng răng buổi tối tại Việt Nam. Ai ơi chớ vội làm đầu thằng Tây nó biết thằng tàu nó qua hay quá đi kè nè đâu đúng thằng tiền nguyên quân nữa thằng tàu tàu nó trước là thằng tàu không bao giờ nó bỏ cái đâu Việt Nam đâu nữa không Việt Nam không lúc nào nó làm lẹt và nhưng mà giờ này nó chiếm Việt Nam là chiếm rồi nhưng mà nó nguyên rồi đúng như hồi xưa cái đôi của nó quốc vương này nhưng mà bỏ vàng bỏ bạc bỏ cái gì tài nguyên là nó hút rồi coi như là mình làm để mà nuôi nó khôn nó chứ nó đâu có vậy được giờ nó đi lấy vợ nhỏ đây nó nuôi cả con và hai cháu này tàu nó thâm mà nó khôn lắm thâm độc nó thâm độc lắm chính bây giờ cả thế giới này Mỹ sợ là những nước khác là quốc vương là thế này là kia nhưng mà riêng Trung Hoa Trung Quốc là hoàng đế Trung Hoa nó dùng cái từ đó. Hoàng đế nó là hoàng đế cái đúng của vũ trụ đó thành công hôm nay em xin nói với cầm bắt đầu em giới thiệu ông anh trên là vấn đề sự chân tôi nói với anh như thế này tôi hơi bị hay tôi nói với anh là tôi là coi như là bạn bè ở trong cái người yêu có quan hệ lối xóm có quan hệ làm ăn thì cứ nói chung được mọi trong mọi quan hệ khi nào có cái bàn nhậu mà có tôi kể cả về quê kéo đến u luôn đấy kể cả về quê coi như lúc đầu là không có cái gì mồi xong ta đến rồi coi như ta đem rượu đem mồi là người ta đến là gì có mặt tôi là đến gì tôi nói phép nói lát nói bông nói đùa cho nó vui và tôi sẽ kể như cái chuyện này chuyện kia. Tôi về với miền Tây, người ta nói là tôi là bác Ba Phi. Hỡi giời. Bác Ba Phi. Mình nói ngoài bác là chuyện hợp tác xã thôi. Tính nhau mình bị ả ra. Tôi bị ả ra. Nói bác Ba Phi thế này. Nói tôi là bác Ba Phi. Ủa đứa con đứa. Cái một nhỏ đi. Ở đây mình rất là đồi nè. Còn là thì hàng sớm không? Dạ. Đừng phải công nhận cái điều này là bữa nay có bao tôi nhậu là người ta thích lắm, nó vui á, nhậu tào lao thiên địa nói kiểu nào cũng được, kiểu ăn được tôi chung muốn ăn thịt chó ăn được, như thịt chó mà người Bắc thì chấm mắm tôm, người Nam thì chấm mắm tôm chấm thấm, và tôi chấm thì tôi nói chấm cả hai loại luôn. Và cái ngon đúng không? Mọi người thấy các cụ 70, 80 nha, hơn 80 nhưng cụ nào cũng rất khỏe nha. Mọi người thấy cơ bắp này. Đấy mấy em còn mê mà 84. Ông ơi, nhanh trời ơi, 84 mà gân cốt kìa. Trời ơi. Gân cốt này. Đây. Ngon luôn. Cơ bắp ngon luôn. Đây đây đây. Đây, 72 đây cũng rất là ngon, bắp về bắp chuột kìa. Thì bây giờ là mình là mình tạo được cái niềm vui. Đúng rồi. Thì ai tạo được niềm vui? Đúng. Nhé. Bởi vì cuối đời chúng ta chỉ mới nói bởi là đúng thế nào. Vui nhất là còn cái nhiều thải quá ngắn. Và bây giờ mấy nhà mình đây cần cái gì? Cần cái sức khỏe. Còn bây giờ ông nằm một chỗ thì giống như thằng Bảo Quốc nói thì sướng hơn. Thế bây giờ tiền của ông để làm gì? Em chưa biết là sống khỏe. Mày nói như chính kia đi sách nữa. Thôi vô. Thôi vô. Vô. Mọi người thấy không? Mọi người thấy bố cầm vũ khí này sao về Mỹ được? Về nói về cho về một tháng nha. Nè bố này. Cho về một tháng về có nhiều chương trình đi chơi đấy. Cho về một tháng thôi. Ở bên lạnh giá buồn có không có điều đấy hả? Bên đó có điều đấy không? Đồ mua Oscar có thằng đấy là có rồi. Đại vương. Nhậu thì là mua được. Nhưng mà bạn nhậu thì không mua bạn nhậu được. Bạn nhậu không mua được. Mồi bao la đúng không? Mỹ không thiếu được gì.
Không hiểu không thiếu thứ gì. Có người không đấy. Ngồi một mình rồi. Không là sao ngồi nữa mà ngồi về. Chờ ừ. Mình chiêm nghiệm làm gì có chuyện của tôi với anh ngồi chuyện vậy đó. Đó. Cái này không có bằng tiền nổi đúng không? Em muốn nữa. Cái này. Nhưng mà quan trọng là có bạn nhậu, nhưng mà bạn nào ông nào cũng rất là vui, rất là thoải mái, nói những cái cười thoải mái, nói thoải mái. Ừ, ngồi không có phải lo toan gì trong cuộc sống, đó mới là sướng. Đó là cái thứ nhất. Ừ. Thứ hai nữa, cái lớp trẻ đó, yeah. Thì nhiều khi là nó cạnh tranh nhau câu nói. Yeah. Cái này kia. Yeah. Nhiều khi nhậu xong nó còn đánh đỏ nhau, mất lòng. Đúng rồi. Còn mấy nhà mình thì coi như đâu có cái chả có cạnh tranh cái gì cả. Thì đến hòa đồng coi như là nhậu nhẹt tào lao cho nó vui thôi, để về mình tối mà đi ngủ thôi. Mà nhiều khi nói đặt trật là mình mới vui á. Đúng rồi. Nói đúng quá nhiều khi lại không vui. Đấy. Wow. Bắt đầu có thanh nhiệm rất nhiều. Mọi người thấy này, các cụ làm tới mấy chai liền á, không ít đâu nha. Vui là làm quá. Con thấy cảnh này bố khó mà về Mỹ lắm. Đấy. Đấy à, con báo về ba bác á, là bố con mới về miền Trung xong. Rồi là con đang tính tổ chức cho bố đi Côn Đảo để thăm nhà tù Côn Đảo, những cái nơi đó. Ý nghĩa. Ý nghĩa. Nhân văn đó. Và lịch sử. Dạ. Và mình đến mình thắp nhân nhà cũng như mình đền ơn người ta. Dạ. Đó phải đi đó. Và đi ra đó thắp một cây nhang cho các anh hùng liệt sĩ để các cụ phù hộ cho mình mạnh khỏe, được đi nhiều hơn. Rồi là cũng được để về Mỹ một tháng hai tháng nghỉ ngơi cái. Rồi lại quay lại tiếp, đi tiếp. Mình đến mình là tri ơn người ta. Tri ơn. Rồi tri ơn và thật. Cái đó là tôi nói anh này. Anh đi một cái là nhất cử lưỡng tiện được bao nhiêu thứ. Ừ. Nếu mà đi ra Phú Quốc nhiều thứ. Côn Đảo. À Côn Đảo. Côn Đảo. Đi Côn Đảo trước. Phú Quốc cái đẹp nha, Phú Quốc đi sau. Không đi Côn Đảo. Đi Côn Đảo. Dạ. Tranh thủ. Dạ. Bởi vì càng Phú Quốc là đi du lịch thôi, còn đi tâm linh là đi. Vài ngày là đi đấy. Bạn bố ơi yên tâm đi, con sắp xếp đi. Chào mọi người. Hello mọi người. Đây là dùng quê hương Hà Tĩnh nghèo đói nè. Dạ cũng có ghế massage cho rồi. Đang hưởng thụ. Đây là Đức Thọ Hà Tĩnh. À Đức Thọ Hà Tĩnh. Bây giờ ngoài trời đang mưa quá. Chẳng có đi đâu được hả? Bữa đó ra vợ con mua cho bố con em này, cưới cho bố con em này về đấm bóp. Cái cưới vừa nhỏ. Đấm bóp. Hôm nay là bố về đi mấy ngày mình đi mệt mệt mỏi về. Cho chân đấm bóp rồi thư giãn rồi. Đâu có ai ngờ nghĩ đến cái chuyện mà dùng quê đò, miền núi của Việt Nam mà hầu như cái gì thành phố có là có đó, có cái đó. Thậm chí cái nhà này của ông Nhạc là ông ba vợ của Hải, mỗi phòng là mỗi cái tivi. Mới máy lạnh đầy đủ chứ tôi không có thiếu gì cả. Đây coi cho cái tivi coi. Đó, đó cái lồng sàn của tôi, đó nằm đó. Đây lồng sàn đây. Tôi nằm lồng sàn đây. Mà mấy cái lồng sàn này làm bằng gỗ cây gỗ quý. Quý giỏi. Cái đó rồi cái dân trí nghệ này là khoái gỗ mà. Ở đâu cũng khoái gỗ cả. Đó cái tủ này gỗ giỏi, bền lắm. Cái tủ này tivi này nè. Cũng làm câu kia phải làm bằng gỗ giỏi. Cái này giỏi. Còn nhà này được xây bằng gỗ bông tê. À, bê tông. biết rồi. Bông tê là bê tông. Bê tông. Nói chung là không phải nhà nào cũng là gỗ cải, nhưng mà có người nào thích gỗ thì làm gỗ, và người ta không thích gỗ thì ta làm sofa, người ta làm bàn ghế. Dạ tùy. Mà đã, tùy thôi, chứ còn có điều ta thấy đa số người dân ở đây họ thích gỗ. Họ điều kiện có thì làm nhà bự bằng gỗ, mà gỗ và xây được cái nhà không biết bao nhiêu tỷ mà cái đủ, tại vì nó mắc lắm, nó yeah. Không đơn giản như một khúc gỗ như là một cái cột nhà, mà nếu mà tính ra gỗ cẩm mà là gỗ gì cũng hôm qua đi coi là cây gỗ mung, cái cây gỗ đó thì thất truyền mẹ rồi, làm gì có đâu nữa rồi phải.
thành ra cái giá trị nó cao lắm. Đó chưa? Phê. Còn con em nghe, cưới con em lên cho bố mẹ ưng ý quá ha. Rồi, chân nó cũng mạch xoa nữa. Đúng rồi, chân đặt bên chân rồi đúng không? Chân cũng có, cũng có đầy đủ cà phê. Đâu có ai nghĩ được chuyện mà một cái nông thôn nghèo đến một chỗ cuối nhất này Việt Nam mà nó về đâu trời. Đến nỗi nghèo không có ăn hả? Nghèo không có ăn, còn nghe ông kể mọi năm tới cái mùa trái cây mà nó rộ quá mà ăn không có hết trong nhà. Đồ nóng luôn. Ông đem trong đi đổ mà ông đi mướn xe bò, ông mướn xe để ông đi đổ. Giờ rồi bưởi giá cũng rẻ. Bán giá rẻ. Nhưng mà cũng được nhiều tiền đó, vì cũng bán được 50 triệu trái cây là cũng được cả chục tấn thóc rồi. Đúng rồi, nổi trái cây trong nhà không á nha, nổi trái cây trong nhà không á, tức là ghê. Và cứ có nhiều năm là nó thừa mứa quá, ăn không hết hoặc là bán không kịp rồi thì đổ bỏ, hẳn vậy. Cho gà. Vì không ai xin, nhà nào cũng giống như nhà nào. Vì trồng cây nào thì người ta cũng trồng cây đó, nên không có ai mà xin của ai cả, thành ra nó dư thừa ra, không biết làm gì, phải đi đổ bỏ thôi. Là kiểu... Bán không kịp luôn. Nhiều khi nhiều quan không hết, bán không kịp. Đúng rồi, nhiều cắt dân. Gọi mấy người ngoài thành phố vào lấy. Đúng rồi. Ở thành phố họ xịt cho họ lấy. Ở đây ruộng vườn bao la chú ở nhà đây của bố là 2 mẫu. Đúng rồi. Quá trời như vậy thì hàng năm thì nhà nước có lấy thuế không ạ? Như thuế nhà đất á, thuốc ruộng, ngoài ruộng là như bố của bố ngoài 1 mẫu ngoài ruộng á. Thì ruộng lúa là không phải đóng thuế. À. Coi như ruộng vườn đấy á, thì bố mẹ phải đóng một chút là như 1 mẫu tư là hết 500 mấy chục ngàn á. 1 năm là 1 mẫu tư hết 500 mấy chục ngàn á. 1 năm hay sao? 1 năm. Trời ơi, tức là khoảng 20 mấy đô á, 22-25 đô gì đấy. Quá bèo. Tức là tổng thì hơn 2 mẫu ruộng đấy á, là đóng 1 năm là hơn 500 nghìn. Trời ơi, bằng 2 con gà. Một năm đóng 2 con gà. Năm đóng 2 con gà thôi. Trong khi quê đợi lấy vô biết bao nhiêu mà đó. Thì đóng cho có, nhưng mà nhà nước thu đó rồi cũng bỏ xuống đó. Là vì làm đường ruộng đồng á, thì nhà nước cho xi măng, cho cát, cho đá. Thì à, mình là... Thì đi ra cái điều đường nông thôn á, nói chung là đường nông thôn. Ờ, đưa các đường hẻm nông thôn á. Ờ. À. Đường lớn thì nhà nước làm cũng nói rồi. Đường hẻm nhỏ thôi, lối nhỏ thôi. Nhà nước cho gạch đá xi măng. Dạ đúng rồi, mình bỏ công. À. Thì cái tiền mình đóng thuế đó cũng bằng cái tiền công á. Ờ, lấy cái tiền thuế đó để mà bỏ vào cái tiền công để làm đường. Ờ, cái thực chất nhà nước là thuế ruộng vườn, thuế nông nghiệp này kia, nông lâm thủy sản, nông nghiệp đồ, vườn tược đó, nhà nước tiền không về đến quốc gia đâu. Lấy mấy đồng 1-2 mẫu mà còn 500 nghìn thì cũng bỏ ra làm đường làm xá hết à. Nhà nước không thu được đồng nào đâu. Coi như là miễn thuế đó. Coi như miễn thuế đó. Đã là vậy còn thôi, nhà nước còn cho gạch đá, xi măng, cát. Mình chỉ có bỏ công mình làm đường thôi. Bảo hiểm thì toàn dân thì như bố mẹ đây tôi hiếu thì là tôi quên hỏi vừa nó hỏi ở đây dân chúng đây là bảo hiểm sao này, bảo hiểm mà nghe nói vùng núi thì bảo hiểm họ phi 100% hay sao? Bảo hiểm thì 1 năm bữa nay tăng lên là 936 ngàn, giống như chú mua đó, cả nước đi giang vậy. Ở dưới miền xuôi ai cũng mua được hết á, ai cũng mua được giá đó. Còn nhà nào mà cái diện mà không có thu nhập gì, nghèo là nghèo đấy, thì là nhà nước cấp cho miễn phí 100%. Nhưng mà nói về nghèo thì ở đây nhà nào cái nhà nghèo nhất là họ cũng có cái nhà, có cái vườn. Nhà nghèo là nghèo ở đây được xét là không có tivi, không có nhà to, không có xe máy là nghèo, nhưng mà cơ bản họ vẫn có nhà, vẫn có đất đai ruộng vườn bao la. Mà nhà không to là nhà nghèo. Nghèo đây nghèo lạ lắm, nghèo Việt Nam lạ lắm. Nghèo là nghèo có nhà, có vườn, có tài sản, chứ không phải là nghèo homeless, nghèo ra đường ở. Ở đây không phải như thế. Ở đây không có ai ra đường ở. Ai cũng có ruộng, có vườn, ai có nhà, có cửa. Ai mà có điều kiện mà con cái học làm ở thành phố, làm việc ở thành phố thì mua nhà thành phố. Còn mà ai sống ở nông thôn thì hầu như tuyệt nhiên là có hết luôn. Mà đất đai thì rộng cho nên cha con đứa nào cũng có. Bởi vậy tôi mới có cái câu là bảo hiểm toàn dân mà. Bảo hiểm toàn dân. Đúng rồi. Thuế thì rất là ít, không có đặng.
Còn internet đây thì hồi nãy mày nói là một năm 14 tháng là hết 1 triệu chip. 12 tháng nhưng mà nó cho thêm 2 tháng nữa. Là 14 tháng. Là 14 tháng. Là 1 triệu chip. Còn triệu chip mà chia ra kia tháng con tầm mấy. Ừ, là internet. Rồi là truyền hình cáp này đó. Các bạn thấy là trên cái bàn đó thấy đang nhấp nháy đây này. Đấy, truyền hình cáp này, tivi rồi là mai đi theo đây là cái này là internet này. Đó, thấy không? Là có truyền hình vì tivi vì wifi thắt wifi là một tháng có 120 ngàn như đấy rồi đó rồi điện máy lạnh tủ lạnh nấu nướng sinh hoạt đèn thắp sáng tất cả mọi thứ thì tháng chắc có 300 mấy ngàn nữa nói chung là 500 cả điện cả nước internet tùm lum tà la không có đẳng bao nhiêu đâu đấy nước thì khoan xuống là lấy nước thì nhà nước test nước đủ tiêu chuẩn đi chung mà không đủ tiêu chuẩn thì bắt nước máy còn nói chung là thuế má phải đóng rồi có chi phí gì đâu có nhiêu tiêu nhiêu à mà mình mong chi xứ rồi đó nhà nước không áp lực gì ở đây cũng có cái khái niệm khai thuế đối với cái này họ từ xưa giờ ta cho hầu như thành phố cũng vậy thì cái cô em tao đó tao sống mấy chục năm ở đây coi chưa hề biết thuế là cái gì mà thấy cửa hàng bán không bán quá trời bán nhưng mà không biết thuế là cái gì họ nói về là cái chủ trương của nhà nước cũng giúp đỡ cho những cái gọi là hộ vừa nhỏ để mà có được vay vốn rồi nha được vay vốn với ưu tiên nữa Có một điều chú cho biết nữa là trẻ em từ sinh ra đến 5 tuổi là nếu có bị bệnh tật là miễn y tế. Y tế 100%. Miễn y tế luôn. Trẻ em là có mổ hay có bất kỳ bệnh tật gì là từ dưới 5 tuổi là được miễn 100%. Đó. Còn là đi học là từ lớp 1 đến lớp 12 thì cấp 1 đến cấp 2 là miễn học phí rồi. Cấp 3 hình như có thu học phí nha. Một năm có mấy trăm ngàn đấy. Một tháng gần 100 nghìn đấy. Học phí là thu cho có thì cũng như không bỏ có chút xíu tháng có mấy đô 4-5 đô nói như vậy nhà nước ưu đãi quá trời quá thì đó là chính sách rồi nó có văn bản rồi đâu cần gì phải ra chối tội còn trải tội chỉ là phạt mình còn học phí của đại học là một kỳ một năm hai kỳ thì một kỳ khoảng 17-20 triệu tùy nhưng mà có nhiều trường là miễn học phí chẳng hạn trường sư phạm, quân đội, quân y, công an, an ninh, những ngành đó thì là miễn học phí hoàn toàn rồi. Nhưng mà có những ngành thu thuê thì học phí thì cũng rất ít. Tức là một kỳ khoảng 10 mấy triệu, 20 triệu như thế, một năm khoảng 40 triệu. Cho nên là một bạn học đại học thì tiền học phí thì 4 năm thì khoảng 100 mấy triệu đó, 120-150 triệu. Tương đương 5.000-6.000 đô đó. Học phí ở Việt Nam rất rẻ. Và học phí của ngành y cũng rất là rẻ, học 6 năm đại học chỉ tốn 100 mấy triệu thôi, 200 triệu thôi. Nhưng mà con nghe bên nói bên Mỹ mà học 6-7 năm đại học y thì nghe là nhiều tiền lắm không? 200 ngàn đô. Hả? 200-300 ngàn đô. Ồ, cho nên nghe là học y càng tốn tiền nữa. Càng y lục là rẻ tiền. Ừ. Nghe nói như cho nên là con nói y tế bên Mỹ đắt là vì người đi học con ra chi phí nó nhiều tiền quá. Còn ở đây đi học y thì giống như miễn phí y tế Việt Nam mình tụi giờ nó thì dạng siêu đẳng rồi nha. Nó không có mình phải nói là cái chuyện này nó chỉ hơn mình một điều máy móc thiết bị thôi. Dạ. Cái thực chất là con người nhiều khi y sĩ Việt Nam họ giỏi hơn y sĩ Mỹ. Dạ. Bởi vì ở đây thời kỳ chiến tranh tới thực hiện cho là những người y sĩ của Việt Nam không nó mổ người ta nó mổ tiên nó mổ ruột thừa nó mổ đem tinh chất vô hai bên nách tao biết mà ta ở bệnh viện mấy năm tới mà nó sắp xếp lại ruột nó kêu là thuần thạo cái giống như bởi vì nó qua quá trình kinh nghiệm đó mày không mà ta ở bệnh viện mới nhớ cái chờ thấy ngày nào nó cũng đi xuất ruột cho người ta cho nó bị lấn bị thương tích bị lòi ruột rồi đó đem về chụp chút tê xong mổ ra là y tá làm không cần bác sĩ nói chung là cuộc sống mà nghe nói cuối năm không bị thay thuế là nghe đỡ khỏe rồi Việt Nam mà đâu có biết thay thế là cái gì cái từ đó chỉ có doanh nghiệp thôi. Rồi cái còn người dân đâu có biết cái gì đâu, người không có ai hết. Từ quán xá, từ quán ăn, quán uống rồi từ tạp quá này kia không biết đóng thuế của mẹ gì. Doanh nghiệp thì có VAT, có hóa đơn đỏ, nó thể hiện đến đó rồi lợi nhuận bao nhiêu, đóng VAT bao nhiêu thì
hàng tháng hàng kỳ đóng luôn dứt luôn chứ cũng không phải lằng nhằng khai thuế cái gì nữa, cứ theo hoa đơn đỏ mà phứt, cũng làm gọn gàng à, gọn ghẻ, không phải đưa ra phải ngày chờ ngày khai thuế hay nọ đâu, cứ hàng tháng hàng kỳ tháng nào tụi con là quất tháng đó xong luôn, hàng quý là đóng thuế, cứ mua 3 tháng một là đóng thuế luôn đó. Để bảo hiểm đóng luôn, không có nợ nên như lằng nhằng cuối năm lằng nhằng lắm, mệt lắm. Cuộc đời ta sung sướng chứ là không có nợ. Dạ. Yeah. Không có nợ là con người mình thấy là bay bổng là mình thành tiên rồi đó, rồi mới còn nợ tính đầu á. Yeah. Còn người cuộc sống ở Mỹ thì nó khác. Con người ta thường thường có câu đó một khuyến khích mình mắc nợ mới là ghê. Mà nợ càng nhiều thì khoe thì mình càng tốt, trời khổ. Cho nên suốt đời trả nợ đi. Áp lực hả? Đó là. Rồi, chào mọi người nha, làm clip nhiêu đó thôi.